Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món trà sữa và trân châu nha. Các bạn biết không, lúc đầu mình cứ nghĩ là trân châu trà sữa thì rất là khó làm và mình chỉ có thể mua món trà sữa trân châu này ở ngoài tiệm thôi. Chứ mình cũng không ngờ là khi mà mình tìm hiểu và mình bắt tay vào làm á, thì thật sự mình thấy cái món trà sữa và trân châu này cũng rất là dễ làm thôi. Cho nên là hôm nay mình làm clip này để chia sẻ với các bạn rất là chi tiết cách làm trân châu và trà sữa nha. Và mùa dịch này mình không có thể đi ra ngoài đường được để mình mua, thì nếu mà mình có thể làm được trân châu và trà sữa ở nhà thì rất là tuyệt vời, phải không các bạn? Mình sẽ cần có bột năng và bột gạo hoặc là bột nếp. Thì bột năng mình cần khoảng 10 muỗng, bột nếp hay là gạo thì mình cần 2 muỗng, 1 muỗng cacao, bột cacao đó các bạn, và 1 muỗng đường. Tất cả mình trộn đều với nhau. Để trộn bột thì mình sẽ cần dùng nước sôi. Mình sẽ chế từ từ nước sôi vào ở trong bột này và mình trộn đều để cho bột nó thấm đều trong nước và nó nở ra. Thì mình cho nước từ từ vào đến khi nào mà mình thấy bột nó vừa đủ thấm nước để trở thành một cái khối bột nó dẻo vừa để mình vo thành viên được đó các bạn. Khi bột đã dẻo thành khối như thế này thì mình sẽ để yên trong khoảng 10 phút. Sau đó mình sẽ cắt bột ra thành những cái khối nhỏ, rồi mình xe nó lại và thành những cái cây dài dài như thế này. Rồi mình cắt nó ra thành những cái phần nhỏ nhỏ, rồi mình vo viên nó thể lại thành những cái khối tròn nhỏ đó các bạn. Mình chừa một ít bột năng để mình làm cái bột áo bên ngoài. Bột áo sẽ làm cho bột nó rời ra, nó không có dính lại với nhau. Mình cũng có thể cho một ít bột năng vào trong tay lúc mà mình xe bột á, thì sẽ làm cho tay mình nó không có bị dính bột. Mình cứ vo tròn như thế này. Còn nếu như mà mình không có nhiều thời gian thì mình để cho nó thành những cái đạn nhỏ luôn, cũng không có cần xe tròn hết. Tiếp theo mình sẽ bắt một cái nồi nước lên bếp, mình đun sôi, mình cho vào đây 1 muỗng đường và mình sẽ cho trân châu vào để mình luộc cho bột trân châu chín ở trong nước. Khoảng 5 phút thì hạt trân châu nổi lên và nó đã chín rồi, thì mình sẽ cho ra một cái rổ, mình cho qua nước lạnh để cho bột trân châu nó nguội. Và tiếp theo thì mình sẽ ngâm cái trân châu này vào ở trong nước đá. Thì nước đá lạnh sẽ làm cho trân châu nó cứng và nó giòn hơn. Bây giờ thì phần trân châu đã làm xong. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị trà và sữa. Thì trà ở đây mình dùng trà búp của ô long đó. Thì đầu tiên mình sẽ rang trà với lại đường ở trên bếp. Mình cho trà vào, cho muỗng đường và mình bật lửa nhỏ để mình rang cho đường nó tan và nó chảy thành cái caramel đó các bạn. Rang trà trên bếp như thế này sẽ làm cho trà dậy lên cái mùi rất là thơm, thơm hơn rất là nhiều so với cách mình dùng nước sôi và mình pha trà thông thường đó các bạn. Khi mà đường nó đã tan chảy và chuyển sang màu nâu caramel hết rồi đó, thì mình sẽ cho vào đây khoảng 200 ml nước và sau đó là mình sẽ nấu để cho nước sôi ở trên bếp. Màu trà lúc này chuyển sang màu nâu rất là đậm và đẹp, cũng như là hương trà rất là thơm. Sau khi nước đã sôi rồi thì mình sẽ lọc và bỏ bã trà đi. Mình giữ lại phần trà để mình pha với sữa và trân châu để mình có được món trà sữa trân châu nha các bạn. Vậy là trân châu và trà mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần thêm sữa tươi vào nữa là mình đã có được ly trà sữa thơm ngon. Mình tự làm tại nhà được rồi đó các bạn. Chúc các bạn làm được món trà sữa trân châu thành công nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn nhớ là trộn bột thì nhớ làm bằng nước sôi nha. Và nhớ cho thêm một ít đường vào trong bột. Mình có thể thay bột nếp bằng bột gạo cũng như là bột sắn dây thì có thể thay cho bột năng. Và cuối cùng là muốn cho trân châu nó có vị cà phê thì mình cũng có thể cho vào ở trong bột một muỗng cà phê. Cà phê là mình đã pha rồi, pha dạng phin đó các bạn.